mùa này mùa thấp điểm do mưa bão hay là do dịch không biết, cho nên là vắng, quán vắng lắm. Rồi mình ra là không có chỗ ngồi luôn. Bây giờ vắng hoe, vắng hoe. Bún này mình làm bao nhiêu lâu nó ra bún thiệt em? Nước sôi hả? Anh không có biết cái từ chuyên môn á, anh mới về. Là cái cục bột đó mình đè là nó ra bún thiệt hả? Ý anh là nó ra cái cọng bún là ăn được á, là bán 3 phút hả? Thì cái cục kia đâu ăn được, cho nên anh không biết đó là cái gì. Ủa nãy anh nghe nói là cái bún truyền thống với cái bún hiện đại là sao em? À, đặc biệt là có thêm gì? Thêm đầy đủ có bò này. Có bò nữa hả? Ồ. Ở đó ra bún kìa. À, cho bột vô. Nó ra lưng rồi đó. Làm nhanh quá không thấy. Là mới vớt á, mẻ nó lên là mới cho nó mới vô hả? Cũng hay ha. Như ngày giờ bán cỡ 100 kg bột không? 100 kg không? Ngày thường á. Hả? Ngày 700 kg. Cái gì? 700 kg. What? Ai cũng không, ai cũng luôn á. 700 kg bột. Trời ơi trời. Ngày mấy tô em? Anh hỏi thì. Bán nó đâu có ở 24 mất kiểm soát luôn, bán mất kiểm soát luôn à. Mấy bán khùng bán điên không nhớ đâu đếm. Chứ nữa là hồi mà đông quá là hồi khùng điên ba trận luôn chứ dễ gì. Người thường sao mà bán được vậy? Đúng không em? Người bình thường sao bán được 1.700 kg bột? Nhưng mà anh phải ăn ở đây sao? Đây nó đổ tươi. Sài Gòn cũng có mà không bằng như ở đây. Ừ? Nhưng mà làm cái con mực vô đó cũng bằng con mực ở đây à? Chỉ nhưng mà nó như mực chớp không? Chớp không? À, đúng rồi, nhưng mà cũng không ngon bằng không khí ở đây. Đây tới 700 kg luôn mà. Đúng không? Anh phải ăn ở chỗ 700 kg á, chứ trong kia nói làm gì? Là, thôi. Là anh làm ấy bún với cái tay em mới lên gân xanh vậy luôn hả? Cái này nè. Ấy bún rồi với tay lên gân xanh luôn. Hai tô của anh. Rồi mời. Người ta pha sẵn xong rồi mình ném coi thì mình thiếu cái gì á mình thêm, chứ mấy lần tự pha ăn cảm giác thiếu hụt cái gì đó, không có ngon bằng cái của người ta pha sẵn.
bớt đi, bảo toàn sức khỏe. Bỏ vô cho có mùi thôi. Giảm bớt hụt ớt. Đây là tô bún quậy lần thứ N. Như nay bún này nhỏ nhuyễn hơn mấy bữa được trước ta. Nãy nghe nói ông một ngày nó bán 700 kg bún. Trời ơi trời, bán khùng bán điên luôn, không hiểu nổi luôn. Mùa này vắng rồi, không được 700 như đâu, như nói đâu. Bỏ một muỗng. Mọi người ở nhà cho mình về mình nấu bún vài trăng, mua mực ở đây về luôn.